Hello, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành. Thì em là Phúc với số online 0979 777 893. Thì như quý anh chị và các bạn đã biết ấy, thì bên em thì là một đơn vị chuyên mua bán và trao đổi những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng với rất là nhiều hãng xe khác nhau, từ số sàn đến số tự động. Đó, thì về đợt Tết này thì bên em về rất là nhiều mẫu xe cho quý anh chị lựa chọn trong dịp Tết này quý anh chị nhé. Thì quý anh chị xem video thì đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những con xe mới nhất và những cái video về xe hơi bên em nhé quý anh chị nhé. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu cho quý anh chị và các bạn một con Hyundai Getz đời 2010, động cơ 1.1, hiện nay thì đang mang biển Hà Nội quý anh chị nhé. Con xe này thì bên em đang bán 180 triệu, bao quý anh chị rút hồ sơ sang tên công chứng trong ngày cho quý anh chị luôn. Xe này thì em cam kết với quý anh chị là không có đâm đụng, không có ngập nước hay là thủy kích gì quý anh chị nhé. Bao quý anh chị test thoải mái trước khi có ý định mua xe quý anh chị ạ. Đó. Đây là một cái dòng xe rất chạy, rất là bền và tiết kiệm nhiên liệu quý anh chị ạ. Rất là bền và tiết kiệm nhiên liệu nha quý anh chị nhá. Đây là phần cản trước của xe này quý anh chị này. Đó. Đây là phần cản trước của xe, nhìn xe đèn nước đang mới nguyên luôn quý anh chị nhá. Đó. Đèn nước đang mới nguyên luôn này. Đó. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ cái phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhá. Đây ạ. Táp ly này. Tờ sát nữa vào. Đây. Táp lô đang mới tinh quý anh chị nhá. Trên này thì được tích hợp thêm màn hình DVD này. Đó. Radio FM. Rồi nói chung là điều hòa máy lạnh là rất run luôn quý anh chị nhá. Ghế da trần được lót 5D để quý anh chị này. Đó, lót thảm 5D thì ghế này thì hơi bị nứt quý anh chị nhá. Ghế này hơi bị nứt. Thì nếu mà mình muốn mới thì mình thay cũng rẻ thôi các bạn ạ. Đó thì khoảng 3 đến 4 triệu là mình có thể thay được toàn bộ ghế ra được quý anh chị nhá. Đó đây này. Đó. Đó, đây là một cái dòng xe khá là nhỏ gọn, thích hợp đi trong nội thành. Đó, xe này thì đã được dán phim nhiệt chống nóng cho quý anh chị rồi nhá. Có thêm vè chắn mưa này. Đó, có thêm gắn vè chắn mưa. Đó. Đây và cái nội thất bên trong là sau này. Đấy. Đấy. Đó thì bây giờ em sẽ chia sẻ đến cái phần khoang máy cho quý anh chị nhé. Đây là cái phần khoang sau của xe này. Đó, đây là phần khoang sau của xe, lốp. Xem lốp sơ cua như nào. Đây lốp sơ cua đây quý anh chị nhé. Đó, lốp sơ cua. Lốp sơ cua đầy đủ cho quý anh chị luôn. Đấy. Bây giờ em sẽ mở cái phần máy lên cho quý anh chị để quý anh chị cảm nhận rõ hơn về con xe này nhé. Xe được tích hợp vui khí luôn quý anh chị ạ. Đây em sẽ mở cái phần cốp đằng trước cho quý anh chị để quý anh chị cảm nhận rõ về con xe này hơn. Đây phần máy con xe này. Máy đã được vệ sinh máy rồi quý anh chị nhé. Đã được vệ sinh máy sạch sẽ rồi quý anh chị ạ. Đó. Xe được vệ sinh máy sạch sẽ rồi. Thì chỉ với 180 triệu thôi quý anh chị có thể sở hữu ngay một con xe Hyundai Getz đời 2010 quý anh chị nhé. Đó. Thì quý anh chị nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số online 0979 77893. Rồi em xin phép dừng video tại đây và cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.